cơ động, các đối tượng tăng ga bỏ chạy, tổ tuần tra tiến hành phối hợp vây bắt và giữ được 2 xe máy cùng 4 đối tượng, 1 túi hung khí, 4 đối tượng còn lại bỏ chạy trên 2 xe máy, tổ tuần tra tiếp tục tiến hành truy đuổi. Tại hiện trường, 4 đối tượng bất hợp tác, không chấp hành theo yêu cầu của người thi hành công vụ, trong đó 3 đối tượng manh động có hành vi chống đối, cản trở để đối tượng còn lại mang túi có hung khí tẩu thoát. Với tinh thần bản lĩnh, cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, 2 đồng chí đã sử dụng biện pháp nghiệp vụ, võ thuật công an nhân dân để kiên quyết khống chế, bắt giữ đối tượng. Ah!